giới thiệu các bác căn nhà 7 gian 1 lồi. Đây, đây là toàn cảnh bên ngoài căn nhà nhé. Nó nhiều cây quá, nó hơi lấp. Quay như này thì mới hết được toàn cảnh của căn nhà, cái độ phủ nó rất là rộng, rộng và dài. Toàn bộ căn nhà là có sến. Đây là nhà cầu thang là đi hai bên này. Đây cái sảnh sảnh trà là đi hai bên cầu thang, cuốn hai bên. Cái này thì cuốn lên. Bên này chắc là sử dụng là 1m6. Đây là sảnh trà này. Đấy, sảnh trà. Bên này chạy ba bên nhé, hai hồi nhé. Mình chạy ba bên. Mình rất là rộng. Đấy, bên này, bên hồi đây. Ba phòng giữa là chơi và còn hai gian bên là phòng ngủ và một sảnh trà. Nhà đục rất là đẹp, kẻ chuyển hết toàn bộ hệ thống kẻ. Đây, đúng rồi. Căn nhà này thì cực khủng, rất là khủng, đồ sộ cao to, làm rất là tinh xảo luôn.